Chào mừng các bạn khán giả thân yêu của Bí Quyết Thành Công. Chúc các bạn một năm mới dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Các bạn thân mến, theo bạn thì số phận giàu sang hay nghèo khó của mỗi người có phụ thuộc vào số mệnh và may mắn hay không? Cùng sinh ra là kiếp con người, ai cũng mong muốn tương lai của mình sẽ trở nên giàu có. Hàng vạn người đang cố gắng nỗ lực để đạt được thành công. Thế nhưng tại sao chỉ có rất ít người trong số đó chạm được đến mục tiêu mà họ hằng mơ ước? Nếu bạn cũng đang loay hoay đi tìm đáp án cho câu hỏi này thì bạn đã bấm vào xem đúng video rồi đấy. Sau một thời gian dài tìm hiểu từ các triệu phú, tỷ phú tự thân cùng những người giàu có và thành công nhất thế giới, các chuyên gia đã đúc kết được bí quyết để nhìn nhận tương lai của mỗi người. Và hóa ra, cuộc đời của mỗi con người từ sớm đã được an bài. Giàu hay nghèo chỉ cần nhìn xem người đó có 3 điểm này hay không là sẽ rõ. Hãy cùng Bí Quyết Thành Công đi tìm hiểu ngay trong video ngày hôm nay nhé! Điều đầu tiên, hãy nhìn xem người đó có dám chịu khổ hay không. Bạn có sợ phải đối mặt với đau khổ hay không? Khổ đau đôi khi là một thứ tốt, là thứ cần thiết trong quá trình trưởng thành của mỗi người, là thứ đáng để chúng ta tìm kiếm. Một nữ MC từng nói như thế này, đau khổ bản thân nó chính là khổ đau, nhưng suy nghĩ về đau khổ mới là tài sản. Chính vì có những suy ngẫm, có những đúc kết qua mỗi lần trải qua đau khổ, thất bại, chúng ta mới trưởng thành. Thực ra gặp khó khăn trong cuộc sống là điều hết sức bình thường, chúng ta có nghĩ nhiều tới đâu cũng vô dụng. Tìm ra cách giải quyết vấn đề mới là quan trọng nhất. Và một người có khả năng kiếm được rất nhiều tiền trong tương lai lại là người không nề hà hay chùn bước trước khó khăn. Một người tâm nghèo, không dám chịu khổ, làm gì cũng chỉ được nhiệt huyết 3 phút. Luôn tìm ra được rất nhiều nguyên nhân khách quan bên ngoài làm cái cớ cho mình. Người như vậy xác định cả đời tầm thường. Trong khi đối với một người thành công, họ luôn quan niệm rằng đằng sau khó khăn nhất định là trái thơm quả ngọt, là thứ đáng để kiên trì. Chỉ cần khắc phục được, đằng sau nhất định là cầu vồng. Đây vừa hay là điều mà một người tâm nghèo thiếu. Sống, đừng sợ khó khăn vất vả, người sợ khó khăn vất vả thường khổ cả đời, vì ghét của nào, trời trao của nấy thôi. Muốn sống cuộc sống mà mình muốn, vậy thì hãy nghiêm túc mà nỗ lực, càng nỗ lực càng may mắn. Người trải qua được những khảo nghiệm của cuộc sống mới có thể trở thành người chiến thắng cuối cùng. Bạn thân mến, đã bao giờ bạn thắc mắc rằng, cùng là con người, cùng sống ở một thế giới, vì sao có những người phấn đấu nửa đời đã có thể giàu có, trong khi có những người đi gần hết cuộc đời rồi mà vẫn mãi nghèo khó? Rất nhiều người đều muốn biết chìa khóa để tích lũy tài sản cuộc đời là gì. Thực ra đó chỉ đơn giản là những nỗ lực không ngừng nghỉ mà thôi, bởi lẽ thế gian này không tồn tại đường tắt, không ai có thể một bước lên mây xanh cả. Nếu quả thực có đường tắt, vậy thì tự giác kỷ luật và kiên trì chính là đường tắt tốt nhất. Một cao thủ, người có thể tích lũy được cho mình một lượng tài sản lớn là người sẵn sàng lựa chọn không ngừng chăm chỉ, sẵn sàng đổ mồ hôi trong một thời gian dài rồi để được cuộc sống hạnh phúc mà mình mong ước. Bởi lẽ họ hiểu, khối tài sản mà họ có là tự họ vất vả giành lấy. Bởi lẽ không có hạnh phúc nào mang tên há miệng chờ sung. Muốn có thì phải chủ động đứng lên giành lấy. Vạch xuất phát của mỗi người là không giống nhau, môi trường sống cũng khác nhau, nhưng cơ hội dành cho mỗi chúng ta lại như nhau. Một người tương lai có tiền hay không, chúng ta hoàn toàn có thể phán đoán ra được thông qua hành vi của anh ta. Người có tư duy lâu dài, thứ họ nhìn thấy là tương lai. Sống ở đời, giàu nghèo sớm đã được định đoạt, cứ nhìn 3 điểm là biết. Điều thứ hai, người đó tầm nhìn xa trông rộng hay không? Người nghèo, nghèo ở tâm lý, nghèo ở tư duy, luôn ôm trong mình tư duy tâm lý muốn an ổn với hiện tại. Họ sợ thay đổi, chỉ muốn an ổn. Ngày này qua ngày khác sống như vậy cho qua ngày là được. Không cần phải vất vả quá làm gì. Tầm nhìn như vậy rất dễ khiến họ thỏa mãn với hiện trạng, từ đó thiếu đi động lực tạo ra nhiều của cải hơn. Làm người nên có tầm nhìn xa trông rộng, nhưng càng nên chú trọng vào hiện tại hơn. Nên đặt ra cho mình những mục tiêu nhỏ dễ thực hiện trước, để từ đó có động lực để thực hiện những bước tiến lớn hơn. Tầm nhìn ngắn hạn, không có kế hoạch với tương lai, thậm chí là cả tương lai gần, không muốn nỗ lực phấn đấu. Người như vậy thường sống rất mơ hồ vô định, khó mà thuận buồm xuôi gió. Trong khi người có kế hoạch cho tương lai, người có tầm nhìn xa, dù là trong hoàn cảnh không một xu dính túi, họ vẫn không quên đầu tư vào mình. Vì vậy, nếu muốn sống sung túc hơn, muốn có nhiều tiền bạc, tài sản hơn, hãy trang bị cho mình một tầm nhìn xa. Đừng chỉ gói gọn mình trong thế giới nhỏ bé của mình hay chỉ chú trọng vào những lợi ích nhỏ bé trước mắt. Điều thứ ba, liệu có khiêm tốn trầm ổn hay không? Người khiêm tốn trầm ổn là người an tĩnh, nói ít nhưng làm nhiều. Họ dùng hành động của mình để giải quyết vấn đề, để vượt qua khó khăn, chứ không phải kiểu giỏi võ mồm, càng giỏi phàn nàn. Thành công không phải là chuyện sớm chiều, vì vậy đừng bao giờ ôm trong mình hy vọng muốn gì là thành công cái đó. Những người có thể thành công nhờ năng lực của bản thân luôn có thể vực dậy sau thất bại, bởi họ tin vào năng lực của mình.
Còn những người mong muốn chuyển mình bằng cách phất lên sau một đêm, vậy thì thành công cũng sẽ chỉ như pháo hoa, sớm nở chóng tàn. Thứ mà một người đàn ông cần phải học đó là nắm bắt cuộc sống của chính mình. Từng bước tạo dựng nên cơ đồ, thất bại một lần không đáng sợ, đáng sợ là bạn mất đi dũng khí thử thách. Còn đàn ông trầm ổn, trước giờ không bao giờ sợ thất bại, bởi họ biết đời người chẳng qua cũng chỉ như một trò chơi, khóc xong lại cười rồi lại tiếp tục chiến đấu. Họ không phải là tuýp người phải mặc hàng hiệu, phải lái xe sang, phải tỏ ra ta đây là người giàu có. Thay vào đó họ có thể trông rất bình thường, nhưng một khi đã bắt tay vào công việc, thứ mà họ đem lại cho người khác là sự an tâm, sự nhanh nhạy và sắc bén, là quyết tâm nói làm là làm, dùng hành động để đi chứng minh tất cả. Vì có đủ sự trầm ổn và chín chắn nên mọi cuộc đầu tư của họ đều ổn định như chính khí chất của họ. Họ thường có thể tích lũy tài sản một cách nhanh chóng. Những người khác về thậm chí còn không thể biết liệu họ có tiền hay không. Các bạn thân mến, có một công việc ổn định, thậm chí có thể là một công việc tốt, nhưng tiền lương của bạn dường như không bao giờ giữ được lâu như bạn nghĩ và dường như không bao giờ được chi cho mục tiêu nào khác ngoài trả nợ. Bạn biết mình nên tiết kiệm nhiều hơn và chi tiêu ít hơn, nhưng bạn cũng không bao giờ làm điều đó thành công. Thay vì chờ đợi tình hình được cải thiện một cách kỳ diệu, đã đến lúc bạn phải xem xét tất cả những yếu tố gây nên khó khăn tài chính của mình. Trên thực tế, đó thực sự là lỗi của bạn. Tạp chí tài chính Kiplinger đã nêu ra 10 lý do phổ biến khiến một người cứ mãi nghèo túng và cần tiền. Một vài điều trong đó có thể khiến bạn ngỡ ngàng, và một vài điều khác thậm chí có thể là thói quen của bạn trong nhiều năm qua đấy. Vậy đâu là lý do khiến bạn làm việc mãi mà chẳng thấy giàu lên? Và đâu là cách để thoát khỏi vòng luẩn quẩn ấy? Hãy cùng Bí quyết thành công tìm trong phần tiếp theo của video nhé! Thứ nhất, các quyết định của bạn phụ thuộc vào vẻ bề ngoài. Có một thực tế là mọi người thường đánh giá sự vật, sự việc theo những cách khác nhau dựa vào ngoại cảnh. Như nghiên cứu đăng tải trên tạp chí Journal of Consumer Research năm 2010 từng là một thử nghiệm như sau. Yêu cầu mọi người đánh giá sản phẩm được đặt ở hai khu vực khác nhau, một bên được trải thảm, một bên là sàn nhựa. Kết quả phản hồi về sản phẩm đặt ở bên trải thảm tốt hơn. Tưởng như không liên quan, nhưng thực ra tâm lý này ảnh hưởng khá nhiều đến tình hình kinh tế của bạn. Chẳng hạn, bạn chọn mua đồ vì vẻ ngoài thay vì chất lượng. Hoặc khi chọn công việc, bạn sẽ dễ phải lòng một nơi có văn phòng đẹp, trong khi nơi khác cho bạn cơ hội thăng tiến tốt hơn. Vậy nên, để không rơi vào cảnh này, hãy đảm bảo cân nhắc thật kỹ trước khi lựa chọn, không để hình ảnh che mờ lý trí. Thứ hai, bạn bỏ qua những phản hồi tiêu cực. Cũng lại là một tâm lý khá nhiều người gặp phải, chúng ta có xu hướng chú ý đến lời khen mà lờ đi những ý kiến tiêu cực. Nhưng chính những lời phản đối không tốt này, nếu không sớm được giải quyết, sẽ ngăn cản bạn trở nên thành công. Để tránh rơi vào tình trạng ấy, hãy chú ý đánh giá mọi thông tin thu thập được một cách khách quan. Dĩ nhiên, để chấp nhận một lời nhận xét thẳng thắn không phải dễ, nhưng việc lờ nó đi sẽ khiến bạn mất nhiều cơ hội để phát triển bản thân. Thứ ba, bạn coi thường sự lười biếng. Trong một nghiên cứu được công bố vào năm 1989 của Đại học Pennsylvania của Mỹ, các chuyên gia đã thử làm một thí nghiệm yêu cầu tình nguyện viên tưởng tượng mình là bác sĩ và đưa ra phương án điều trị cho bệnh nhân. Họ có hai lựa chọn, hoặc là thử chữa trị với tỷ lệ tử vong 15%, hoặc không làm gì và tỷ lệ sẽ là 20%. Kết quả cho thấy 13% chọn không làm gì cả, vì như vậy trách nhiệm sẽ ít hơn trong trường hợp bệnh nhân qua đời. Nhưng đây thực chất là một cái bẫy tâm lý khiến người ta tin rằng chẳng làm gì sẽ an toàn hơn là thử và chấp nhận rủi ro. Tâm lý này cũng có liên quan đến cuộc sống của mỗi chúng ta. Nhiều người cho rằng việc sống thụ động lười biếng sẽ không gây tổn hại gì, nhưng bạn đang tiêu tốn một thứ tài sản vô giá, thời gian. Đáng ra khi đó, bạn có thể làm tăng ca để kiếm thêm tiền, hoặc đi học thêm, hoặc tự suy nghĩ về ý tưởng kinh doanh riêng. Tất cả đều có ích trong tương lai. Thứ tư, bạn chơi cùng những người bạn xấu. Khi bạn còn nhỏ, cha mẹ đã cảnh báo bạn rằng giao du với bạn xấu sẽ dẫn đến rắc rối. Lời khuyên này vẫn chính xác khi bạn là người lớn và cả tài chính của bạn cũng vậy. Bạn khó có thể thay đổi sự nghèo túng nếu bạn gắn bó và tiếp xúc với người có thói quen xấu với tiền bạc. Lý do là bởi bạn ít có khuynh hướng thay đổi lối sống hiện tại khi những người xung quanh đều đang củng cố và làm như vậy. Xác định một tấm gương để học hỏi hoặc người cố vấn là điều rất quan trọng. Cấp trên trong công việc, một người họ hàng thành công hoặc thậm chí là bạn học cũ đều là ý kiến hay. Thứ năm, bạn ngại chi tiền để giải trí. Nếu bạn cứ luôn nghĩ rằng xem phim ăn uống ở ngoài là tốn tiền vì mọi thứ đều có thể làm ở nhà, đến một lúc nào đó bạn sẽ cảm thấy khá bất mãn với cuộc sống đấy. Dù đúng là làm như vậy, bạn sẽ tiết kiệm được một khoản chi tiêu khá ổn định, nhưng đồng thời lại tước đi chính nhu cầu giải trí của bản thân. Và về lâu về dài thì điều đó không tốt. Hoặc bạn cần dành thêm một khoản để giải trí, hoặc phải học cách tìm lấy niềm vui mà không tốn tiền, như mời bạn bè về nhà chơi chẳng hạn. Thứ sáu, bạn giao tiếp không tốt. Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì phải đi cùng nhau. Sự thật là chẳng ai có thể thành công một mình được.
Vậy nên đặc điểm chung của những người giàu có là họ có kỹ năng đàm phán, giao tiếp rất tốt. Có kỹ năng đàm phán, bạn có thể thỏa thuận được mức lương cao hơn, môi trường làm việc tốt hơn và nhận được sự trợ giúp của nhiều người xung quanh, đặc biệt là những người giỏi hơn bạn. Thứ bảy, bạn lãng phí vào cờ bạc và xổ số. Bạn mua vé Vietlott mỗi tuần với hy vọng sẽ trở nên giàu có. Hãy mơ đi, tỷ lệ thắng giải thưởng lớn là 1 trên 175 triệu. Tuy nhiên, chuyên gia Colley đã khám phá ra trong quá trình nghiên cứu cuốn sách Rich Habits rằng 77% những người chơi xổ số hàng tuần đều gặp khó khăn tài chính. Thói quen mua xổ số 20 đô một tuần khiến bạn phải trả thêm 1.040 đô một năm. Ngược lại, ông thấy rằng chỉ có 6% những người thành công về mặt tài chính chơi xổ số hàng tuần. Tại sao? Bởi những người thành công không tin rằng may mắn sẽ đem lại giàu có bền vững. Thứ 8, bạn mua hàng bừa bãi. Điều này rất đúng với hầu hết phụ nữ. Bạn đang đứng xếp hàng thanh toán khi có thứ gì đó bắt mắt lọt vào tầm nhìn và bạn đặt vào giỏ hàng mà không cần suy nghĩ. Một khảo sát trong ngành cho thấy một trong năm người mua hàng ở siêu thị sẽ mua thêm đồ khi chờ thanh toán. Gói kẹo cao su nhỏ chỉ là đại diện cho nhiều giao dịch mua ngoài ý muốn, gây tốn kém khác. Jeff Rose, nhà lập kế hoạch tài chính nổi tiếng cảnh báo, tỷ lệ những người gặp khó khăn về tài chính do chi tiêu không kiểm soát là rất lớn. Để kiểm soát thói quen này, hãy theo dõi chi tiêu trong một tháng để xem bạn đã lãng phí bao nhiêu tiền vào những món đồ không cần thiết. Bạn không cần phải cắt bỏ tất cả các khoản chi theo ý thích, nhưng bạn cần lập mức ngân sách để xác định số tiền có thể chi tiêu sau khi thanh toán hóa đơn và tiết kiệm. Thứ 9, bạn luôn khen tị và so sánh. Người bạn thân nhất của bạn vừa mua bộ đồ hiệu Prada, đồng nghiệp của bạn lái chiếc Porsche mới hay hàng xóm của bạn đang chuyển đến một căn hộ cao cấp ở trung tâm. Nếu họ có thể có tất cả, bạn cũng cảm thấy mình cần phải có. Chạy theo người khác là một bẫy tâm lý cá nhân mà bạn dễ dàng mắc phải. J.D. Roth, người sáng lập blog tài chính cá nhân GetRichSlowly.org kết luận, một cách đơn giản đừng bao giờ cố gắng duy trì lối sống mà bạn không thể chi trả. Rào cản lớn nhất để trở nên giàu có là sống như người giàu trước khi bạn thực sự giàu. Chiếc xe đắt tiền với khoản thanh toán ngất ngưởng hàng tháng có xứng đáng với những chức năng bạn sử dụng. Và nếu bạn nghĩ về việc mua nhà, hãy tiết kiệm đủ để trả trước tối thiểu 20% và giữ khoản trả góp hàng tháng dưới 28% tổng thu nhập. Các bạn thân mến, có 9 lý do khiến bạn làm việc mãi mà chẳng thể giàu lên nổi. Thứ nhất, các quyết định của bạn phụ thuộc vào vẻ bề ngoài. Thứ hai, bạn bỏ qua những phản hồi tiêu cực. Thứ ba, bạn coi thường sự lười biếng. Thứ tư, bạn chơi cùng những người bạn xấu. Thứ năm, bạn ngại chi tiền để giải trí. Thứ sáu, bạn giao tiếp không tốt. Thứ 7, bạn lãng phí vào cờ bạc và xổ số. Thứ 8, bạn mua hàng bừa bãi. Thứ 9, bạn luôn ghen tị và so sánh. Các bạn hãy nhanh chóng loại bỏ những thói quen xấu này ra khỏi cuộc sống của mình nhé. Còn bí quyết ắt sẽ thành công.